Xin chào các bạn, chào mọi người. Bonjour, bonjour tout le monde. Regardez, à đẹp nhà mua. C'est des pommes vậy. Ở đằng sau mình là những cây táo đó các bạn. Táo rất là đẹp luôn. Để mình lại gần cho các bạn xem ha. Thì táo ở đây nè, các bạn nhìn thấy nè, đẹp ghê chưa? Người ta bao lưới lại để cho những cái con ong hoặc là chim rồi đó nó đừng có làm hư trái. Đó. Trái khủng khiếp luôn. Các bạn nhìn nè. Đẹp chưa? Đẹp cực kỳ. Wow. Regardez. Des fruits, des pommes. Voilà, c'est des pommiers. Regardez. Incroyable. Các bạn nhìn nè, đẹp chưa? Đẹp cực kỳ chưa? Đây là vườn táo đó, nhiều lắm các bạn ơi, táo khủng khiếp luôn. Trái chùm chùm như thế này nè, nhiều khủng khiếp luôn. Đó. Các bạn nhìn nè, đẹp chưa? Nhưng mà trái vẫn còn nhỏ. Đó, trái vẫn còn nhỏ, chưa có người ta chưa có thu hoạch. Tại năm nay thì khí hậu nó nóng trễ cho nên là bây giờ trái nó vẫn còn nhỏ. Các bạn nhìn nè, đẹp ghê chưa? Wow, nhìn thấy ham quá các bạn ơi. Quá nhiều luôn, ở đây nhiều khủng khiếp luôn. Wow, trái gì đâu mà chùm 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 luôn. Trái quá nhiều luôn. Nè, các bạn nhìn nè, to ghê chưa? Một nhánh như thế này hả? Trái quá nhiều trái luôn. Regardez, des pommes. Oh là là. C'est plein, 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 plein de pommes. Wow, jusqu'à par terre. Jusqu'à par terre. Xuống tới đất luôn nè các bạn. Xuống tới dưới đất luôn. Nhìn đây. Wow, đẹp ghê chưa? Thấy hàm quá trời luôn. Mà trái nhiều quá. Quá nhiều luôn. Wow. Nè, các bạn nhìn đây. Wow. Trái nhiều khủng khiếp luôn các bạn ơi. Nhà mà chỉ cần một cây như thế này là cả xóm ăn luôn á. Cả xóm ăn không hết luôn á. Các bạn nhìn nè. Trái nhiều chưa? Thấy ham ha. Rồi. Zimi. Wow. Pour moi c'est génial. C'est beau. Super beau. Wow. C'est des pommes. Des pommes gì? Đây, các bạn nhìn nè, nguyên một chùm luôn. Chỉ thấy trái thôi, có 2-3 lá ở trên cái nhánh này thôi. Nhìn nè các bạn, đẹp ghê chưa? Đẹp không các bạn? Trái quá trời trái luôn, thấy ham ha. Vous voyez, regardez, la pomme, génial. C'est beaucoup, beaucoup. Nhiều quá các bạn ơi, thấy ham ha. Cây này nở ngoài trời nè, ở ngoài nắng nè. Đẹp ghê chưa? Các bạn nhìn nè, đẹp ơi là đẹp luôn. Mình hái một, thử một trái. Voilà. Hái một trái thôi.